Sáng ngày 4 tháng 2 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn huyện Bến Lức. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế trên một số tuyến đường chính trên địa bàn huyện về thực hiện công tác tuyên truyền trực quan và kiểm tra công tác phòng chống bệnh tại trung tâm y tế huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa lưu ý cần tiếp tục phát huy hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và tự bảo vệ sức khỏe của mình. Tuyên truyền tập trung tới từng hộ gia đình, đối với khu vực bệnh viện, những nơi đông người như trung tâm hành chính công cần phải đeo khẩu trang, tuyên truyền người dân đến khám thực hiện đúng theo các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống bệnh. Đối với những khu vực đã khử trùng vẫn tiếp tục duy trì vệ sinh hàng ngày, nhất là nhắc nhở các nhà trẻ tư nhân thực hiện vệ sinh phòng dịch. Đặc biệt cần quan tâm kiểm tra xử lý kinh doanh giá bán khẩu trang và chú ý theo dõi người nước ngoài trở về từ vùng dịch, kể cả người dân địa phương đi du lịch nước ngoài về, để thực hiện cách ly theo số ngày đã được khuyến cáo, đảm bảo cho công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đạt hiệu quả.